Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội đàm đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La với các tỉnh U Đâm Say, Luông Pha Băng và Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên dịp mùng 2 tháng 9 tại huyện Mai Sơn. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đón mừng sự kiện kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Văn Say Feng Summa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Sơn La để tham dự các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam-Lào. Đón đoàn có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp đón và chào mừng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Lò Minh Hùng đã thông tin thời gian, chương trình làm việc và các địa điểm diễn ra các sự kiện tại tỉnh Sơn La. Nổi bật là lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị giữa hai nước và đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Sáng nay, ngày 27 tháng 8, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Sukan Bun Nhông, Phó Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại cuộc hội đàm, trưởng đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Băng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa hai tỉnh, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị. Thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Băng luôn được đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh quan tâm, củng cố và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại cuộc hội đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Pha Băng là dịp để lãnh đạo hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi những kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng tỉnh phát triển. Đồng thời mong muốn hai tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn sang thăm học tập lẫn nhau, khẳng định tỉnh Sơn La sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp tỉnh Luông Pha Băng ngày càng phát triển. Thay mặt đoàn đại biểu Luông Pha Băng, đồng chí Sukan Bun Nhông đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của tỉnh Sơn La và chúc mừng những kết quả đã đạt được của tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác đào tạo và phát triển du lịch, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt. Hai tỉnh đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2024, thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, thực hiện tốt quy chế hoạt động đối ngoại và phối hợp bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tiếp tục tạo điều kiện phối hợp thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Luông Pha Băng. Chiều nay, ngày 27 tháng 8, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ô Đôm Say do đồng chí Kham Phiêng Gia Trông Va, Phó Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm và hội đàm, ký biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2024 với tỉnh Sơn La. Tiếp và hội đàm với đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và U Đôm Say đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2019-2021. Trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La và tỉnh U Đôm Say luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh quan tâm, củng cố. Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại tỉnh U Đôm Say. Quá trình thực hiện biên bản hợp tác giữa hai tỉnh,
đã thành lập đoàn đại biểu các cấp, các ngành sang thăm, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Phát biểu tại cuộc hội đàm, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Udomsai tại tỉnh Sơn La. Đây là dịp để hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi những kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng tỉnh phát triển, củng cố vững chắc tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, hai tỉnh nói riêng. Thay mặt đoàn, đồng chí Khăm Phiêng Gia Châu Hoa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của tỉnh Sơn La, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp tỉnh Udomsai ngày càng phát triển bền chặt. Kết thúc hội đàm, hai tỉnh đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2024 với các nội dung chủ yếu. Tiếp tục phối hợp công tác tuyên truyền tới cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc mỗi bên về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, duy trì chế độ trao đổi thông tin, cùng nhau phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Tiếp tục phối hợp và trao đổi thông tin về quốc phòng an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn hai tỉnh, tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp của hai tỉnh tổ chức các đoàn sang thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm, tham quan một số mô hình phát triển kinh tế. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn Say Phanh Xung Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn, đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Tiếp vào hội đàm với đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả hợp tác giữa hai tỉnh, trao đổi kinh nghiệm công tác phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Từ tháng 11 năm 2019 đến nay, tỉnh Hủa Phăn đã cử 7 đoàn công tác sang thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Tỉnh Sơn La đã cử 4 đoàn công tác sang thăm làm việc tại tỉnh Hủa Phăn. Giai đoạn 2019-2021 đã có 79 học sinh sang đào tạo tại tỉnh Sơn La. Hai tỉnh đã hỗ trợ nhau trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Sơn La đã giao gần 18.000 giống cây ăn quả cho tỉnh Hủa Phăn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Lực lượng vũ trang hai tỉnh đã tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Phát biểu tại cuộc hội đàm, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tỉnh Hủa Phăn và Sơn La, đồng thời mong muốn tỉnh Hủa Phăn tiếp tục hợp tác với tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực, đặc biệt là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Văn Say Phanh Xung Ma cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Sơn La, chúc mừng những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Tin tưởng trong thời gian tới, tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Tại cuộc hội đàm, hai tỉnh đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2024. Tiếp tục phối hợp công tác tuyên truyền tới cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc mỗi bên về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, trao đổi đoàn và phối hợp đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Tiếp tục tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp của hai tỉnh tổ chức các đoàn sang thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực với các tỉnh bạn Lào. Chiều ngày 26 tháng 8, huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho đảng viên đang sinh hoạt tại các đảng bộ Cò Nòi, Nà Bó, Phiêng Pằn, Mường Bon và thị trấn Hát Lót. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thái Hưng và lãnh đạo huyện ủy Mai Sơn đã trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 55 năm tuổi đảng, 45 năm tuổi đảng, 40 năm tuổi đảng và 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thái Hưng chúc mừng các đảng viên được tặng huy hiệu cao quý của Đảng, đồng thời mong rằng trong thời gian tới, các đảng viên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng cũng đã đến trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho đảng viên Hà Đình Thứ tại nhà riêng. Đợt mùng 2 tháng 9 năm nay, huyện Mai Sơn có 61 đảng viên được nhận huy hiệu đảng. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Chiều ngày 26 tháng 8, Ban tổ chức hội thi đã tổ chức tổng kết và trao giải. Dự tổng kết có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi.
Theo đánh giá, công tác chuẩn bị giáo án của các thí sinh công phu, đảm bảo nội dung, hình thức trong việc nghiên cứu tài liệu, xây dựng giáo án, thiết kế slide trình chiếu phù hợp với nội dung bài giảng. Đặc biệt, nhiều bài soạn đã thể hiện được tính sáng tạo, khoa học, cập nhật bổ sung những điểm mới, các quan điểm của Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và Đại hội Đảng các cấp. Ban tổ chức hội thi đã công nhận 13 thí sinh đạt giảng viên lý luận chính trị loại giỏi cấp tỉnh năm 2022, trao giải nhất cho thí sinh Phạm Hoàng Gia, giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Nhai và một số giải cá nhân, đồng thời lựa chọn 2 thí sinh xuất sắc tham gia hội thi giảng viên lý luận giỏi cấp khu vực. Ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Dự hội nghị có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm học 2022-2023, thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7. Năm học này, ngành giáo dục thành phố tập trung khảo sát, đánh giá về cơ sở vật chất để tham mưu, đề xuất đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý giáo viên, đổi mới phương pháp, hình thức, hoạt động giáo dục, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn trong các đơn vị trường học, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học. Sáng ngày 26 tháng 8, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, những giá trị kết tinh và phát triển nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. 30 bài viết của các giảng viên nhà trường và các tác giả đến từ 14 trường đại học, viện nghiên cứu, học viện trong cả nước đã được các đại biểu cùng nhau thảo luận cho ý kiến vào các bài viết có nội dung như hợp tác đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam-Lào từ năm 2011 đến năm 2020, phát huy nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại trường Đại học Tây Bắc, phát huy truyền thống đoàn kết và kinh nghiệm quản lý cộng đồng của người Thái Thanh Hóa, khu vực biên giới Việt-Lào, góp phần phát triển bền vững quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, hợp tác về công tác biên giới giữa tỉnh Kon Tum của Việt Nam và tỉnh Attapeu của Lào giai đoạn 1991-2017. Đánh giá tại hội thảo cho thấy các bài viết đã tập trung vào các lĩnh vực hợp tác và có nhiều nội dung thông tin giá trị, làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được trong hợp tác của hai nước Việt Nam và Lào. Thưa quý vị, bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu là nơi ghi dấu lịch sử quan trọng của hai nước Việt Nam-Lào. Nơi đây vào những năm 1948 đến năm 1950, đồng chí Cai Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cùng ban xung phong Lào Bắc được cụ tráng Lao Khô và bà con nhân dân trong bản cưu mang giúp đỡ hoạt động cách mạng. Và cũng từ đây, những người con yêu nước của cách mạng Lào đã xây dựng căn cứ địa của cách mạng và thành lập quân bản Isala, tiền thân của quân đội nhân dân Lào ngày nay. Những ngày này, bà con nhân dân trong bản Lao Khô 1 cũng như người dân của xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đang rất mong chờ sự kiện lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào được tổ chức trên quê hương mình. Ông Tráng Lao Lử, người con của cụ Tráng Lao Khô, xúc động, bồi hồi nhớ lại những ngày tháng xưa, kỷ niệm về người cha và người dân trong bản Lao Khô đã có công cưu mang giúp đỡ đồng chí Cai Sòn Phong Vi Hẳn xây dựng căn cứ địa của cách mạng Lào, tiền đề giải phóng đất nước, dân tộc Lào. Bác Cai Sòn với là tổ chức bố trí ở với ông nhà ông Lao Khô và nhân dân bản Lao Khô thì nói chung là nhân dân tạo điều kiện giúp đỡ rất nhiều. Đấy, và hồi trước thì càng còn khó khăn lắm, nó không như bây giờ đâu. Lương thực chủ yếu là tay cua tay kè, chỉ ra hạt thóc hạt gạo với là bác ngô trở với nhau là đưa xuống chỗ hang thảo mế để nói cán bộ Việt Minh với nói đoàn của ông Cây Sọt suốt từ năm 48, 49, 50 và may mắn ghi ơn ghi những các cụ các ông đã đi trước và sẽ giữ mấy mối tình đoàn kết về Lào. Ông Tráng Lao Lử vốn được người dân nơi đây yêu mến với tên gọi gần gũi là già làng, người có uy tín trong bản làng. Ông vẫn thường căn dặn con cháu trong gia đình, những người trong bản làng của mình về truyền thống cách mạng, tình đoàn kết, đặc biệt keo sơn của nhân dân hai nước Việt-Lào. Chính điều đó
cũng đã giúp thế hệ trẻ ngày nay cảm nhận sâu sắc hơn về tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc. Người dân trong bản Lao Khô chúng tôi vẫn thường xuyên được giáo dục về truyền thống cách mạng, lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam và Lào. Chúng tôi là con dân bản Lao Khô, từ già đến trẻ ai nấy đều rất tự hào về truyền thống của cha ông đi trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào. Trên khắp các tuyến đường vào bản Lao Khô 1 hôm nay đều được trang hoàng rực rỡ với sắc thắm của lá cờ đỏ Việt Nam và cờ của nước bạn Lào. Người dân cùng chính quyền địa phương chung tay góp sức chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và đón nhận xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Sự kiện này là có ý nghĩa rất là quan trọng đối với bản Lao Khô, vì là bản Lao Khô là bạn ở giáp biên giới mà cũng là tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào. Thì bà con thì cũng rất là hào hức chờ đợi cái sự kiện này. Là sự kiện này đã bà con thì cũng rất là mong chờ hàng ngày rồi. Từ nhiều đời nay, con người và mảnh đất Lao Khô này luôn ý thức tình đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng quê hương giàu đẹp, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thay đổi tư duy của người dân về xây dựng nông thôn mới. Niềm vui mong chờ ngày trở về với gia đình, người thân của phạm nhân đang chờ quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La. Với mục tiêu đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí. Thu nhập bình quân của người dân, nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Chính phủ đã triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Một trong các nội dung của chương trình là nghiên cứu hoàn thiện và đổi mới cơ chế chính sách, giải pháp, nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo hướng tích hợp các chương trình dự án trên địa bàn nông thôn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm thống nhất cơ chế chính sách hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả các nội dung của chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Đồng thời nghiên cứu giải pháp xã hội hóa, hợp tác công tư trong đầu tư phát triển, quản lý và khai thác công trình bảo vệ môi trường, hạ tầng nông thôn, hạ tầng thương mại, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững. Phát huy vai trò của chính quyền, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp trong việc thực hiện chương trình nông thôn mới. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới. Giải pháp phát triển và thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp tăng trưởng xanh. Nhằm đảm bảo hoàn thành tiến độ tiêm chủng COVID-19 mũi bổ sung nhắc lần 1 cho trẻ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1, 2 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi và đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vaccine phòng COVID-19, ngày 26 tháng 8, huyện Mộc Châu tổ chức ngày hội tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn toàn huyện. Theo thống kê, huyện Mộc Châu có tổng số trên 26.300 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc diện tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong chiến dịch lần này, huyện Mộc Châu dự trù trên 10.000 liều vaccine tiêm cho trẻ. Trong đợt ngày hội tiêm chủng này thì có 99 em học sinh là gia đình phụ huynh đồng ý ký cam kết đủ điều kiện để cho các em tham gia. Và trong cái đợt tuyên truyền thì nhà trường tuyên truyền và trong các nhóm Zalo của lớp, vì mỗi lớp đều có một nhóm Zalo. Cái việc là giáo viên chuyển các văn bản cũng như là tuyên truyền về ngày hội tiêm chủng đối với học sinh để đảm bảo sức khỏe cho các con em đến trường. Lúc đầu khi tiêm mũi 1 con cảm thấy cũng rất là sợ, nhưng sau khi tiêm mũi 2 con không cảm thấy sợ nữa, vì khi tiêm con sẽ được phòng tránh dịch và con sẽ được đến trường. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, công tác tiêm chủng trên địa bàn huyện Mộc Châu sẽ đảm bảo theo đúng kế hoạch. Phấn đấu 100% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn đủ điều kiện tiêm chủng, được tiêm mũi 1, mũi 2 vaccine phòng COVID-19 và đảm bảo trên 95% số trẻ
12 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm mũi bổ sung. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong tuần qua, toàn tỉnh Sơn La có 180 ca mắc COVID-19, trung bình ghi nhận 23 ca bệnh mỗi ngày, tăng bình quân 19 ca mỗi ngày so với tuần trước. Về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ mũi 4 còn thấp là huyện Mường La 61,2%, Bắc Yên 67,4%. Hiện tại tiêm mũi 3 chỉ có huyện Sốp Cộp đạt chỉ tiêu, còn lại 11 trên 12 huyện thành phố khác chưa đạt chỉ tiêu. Tỷ lệ thấp nhất hiện tại là Mường La 78%, các huyện còn lại đạt trên 80%. Mũi 4 có 2 huyện hoàn thành chỉ tiêu là thành phố và Quỳnh Nhai, còn 10 trên 12 huyện chưa hoàn thành chỉ tiêu. Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, mũi 3 đạt 52,9%. Một số huyện có tỷ lệ tiêm thấp là Sốp Cộp 44,8%, thành phố 47,9%, Mường La 37,9%. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 2 đạt 65,3%. 5 trên 12 huyện đạt dưới 60% là Bắc Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La, Mộc Châu. Để nắm bắt thông tin về tình hình chính trị, phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội đối với địa bàn, xã, khu vực khó khăn được phân công phụ trách, vừa qua, Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đã có buổi làm việc với xã Kim Bon, huyện Phú Yên. Agribank chi nhánh Sơn La được phân công phụ trách giúp đỡ xã khu vực 3, xã Kim Bon từ tháng 9 năm 2021. Đến nay, Agribank Sơn La đã thực hiện tài trợ xã 61 triệu đồng, gồm gạo và xây dựng lán trại phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác đầu tư tín dụng được Agribank Sơn La quan tâm thực hiện. Hiện tại đã có 59 hộ gia đình có nhu cầu được tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Trong đó tập trung cho vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, cho vay sửa chữa nhà ở và tiêu dùng với tổng dư nợ 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, với đặc thù xã vùng 3 khó khăn, Kim Bon hiện có tới 431 trên 1.083 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 39,7%. Giao thông giữa các bản khó khăn, tỷ lệ nhà rột nát còn cao. Do vậy, xã Kim Bon mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Agribank Sơn La trong giải quyết các vấn đề hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, vốn vay để các hộ sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống của người dân. Dự kiến Agribank Sơn La hỗ trợ xây dựng xóa 12 nhà tạm trong năm 2022, trong đó ưu tiên các đối tượng yếu thế, người có công với mức hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ. Sáng ngày 27 tháng 8 tại huyện Mai Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, văn phòng tổng đại lý AIA Sơn La đã tổ chức chương trình Hành trình cuộc sống, trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, văn phòng tổng đại lý AIA Sơn La đã trao 10 chiếc xe đạp với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi của hai xã Chiềng Nơi và Phiêng Cằm. Chương trình Hành trình cuộc sống là chuỗi các sự kiện trao tặng xe đạp, học bổng và quà do công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam và quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam duy trì nhiều năm nay. Tại tỉnh Sơn La, trong 8 năm qua, AIA đã trao 230 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, cổ vũ tinh thần để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập. Cũng tại chương trình, văn phòng tổng đại lý AIA Sơn La đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng trên địa bàn huyện Mai Sơn với số tiền 124 triệu đồng. Trong 3 ngày từ 23 đến ngày 25 tháng 8, đoàn công tác liên ngành tỉnh Sơn La và đoàn công tác liên ngành tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tiến hành phối hợp song phương viết số hiệu tên nước vào cọc đánh dấu điểm đặc trưng hướng đi đường biên giới từ mốc 257 đến mốc 259 và tiến hành phối hợp kiểm tra song phương thực địa, thống nhất đề xuất phương án tu sửa, chỉnh trang cảnh quan khu vực mốc 207 và mốc 255. Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã tiến hành khảo sát thực địa và trao đổi thống nhất, cùng tiến hành phối hợp song phương, viết số liệu, tên nước vào 11 cọc đánh dấu điểm đặc trưng, hướng đi đường biên giới từ mốc 257 đến mốc 259 theo quy cách số hiệu, được đánh số từ Bắc xuống Nam theo thứ tự tăng dần của số tự nhiên, lần lượt từ số 1 đến số 11. Mặt quay về phía Lào viết tên nước Lào bằng tiếng Lào và số hiệu của cọc đánh dấu đó. Mặt quay về phía Việt Nam viết tên nước Việt Nam viết tắt VN và số hiệu tương ứng của cọc đánh dấu đó. Qua làm việc, hai bên đã cùng đánh giá tình hình về hiện trạng và đề xuất phương án tu sửa chỉnh trang cảnh quan khu vực mốc 207, mốc 255, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác quản lý và bảo vệ biên giới của lực lượng chức năng hai bên. Trong thời gian sớm nhất, hai bên sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và cùng tổ chức sơn sửa hai mốc 207, mốc 255.
Thưa quý vị, hồi hộp, vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của tất cả những phạm nhân trên cả nước được xét đặc xá trong dịp mùng 2 tháng 9 này. Công an tỉnh Sơn La trong thời gian qua đã triển khai thực hiện công tác đặc xá đối với các phạm nhân đang chấp hành án với tinh thần đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra. Sau đây là ghi nhận niềm vui mong chờ ngày trở về với gia đình, người thân của phạm nhân đã được đề nghị đang chờ quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La. Năm 2020 là quãng thời gian đen tối nhất với thanh niên Cà Văn Hưng, 18 tuổi. Chỉ trong một phút không kiềm chế được cơn nóng giận của bản thân mà đã vướng vào vòng lao lý với bản án 36 tháng tù giam. Những ngày qua, đã nhiều đêm không ngủ được, chàng trai dân tộc Thái Cà Văn Hưng đang rất hồi hộp, vui mừng chờ đến ngày chính thức nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Nhờ những nỗ lực cải tạo, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu tốt với mong muốn được làm lại cuộc đời. Sau khi được các cán bộ tuyên truyền phổ biến quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022 và hội đồng đề nghị xét đặc xá trại tạm giam đã đề nghị xét cho tôi được đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 29 năm 2022, bản thân tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bản thân tôi sẽ tiếp tục rèn luyện cải tạo tốt để sau này trở về với gia đình và địa phương, trở thành người có ích cho xã hội. Còn đối với những người chưa được đặc xá lần này như Mai Anh Tuấn là phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La. Đây cũng là dịp để Tuấn thấy được những chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, tạo động lực tự phấn đấu rèn luyện trong thời gian chấp hành án. Khi tôi thấy phạm nhân Hưng được đặc xá trong đợt này, là một người bạn cùng phòng với phạm nhân Hưng thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và cũng là một động lực cho tôi được cố gắng cải tạo thật tốt. Và tôi cũng hy vọng rằng các dịp đặc xá sau tôi sẽ có là một trong những người có tên trong danh sách đặc xá. Để đảm bảo đúng quy trình thủ tục xét đặc xá, tiểu ban xét đặc xá Công an tỉnh rà soát kiểm tra kỹ lưỡng, xem xét đối chiếu với các điều kiện tiêu chuẩn và thống nhất đề nghị xét đặc xá đối với các phạm nhân đủ điều kiện. Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cũng đã niêm yết công khai danh sách những phạm nhân được đề nghị đặc xá trong đợt này, để các phạm nhân xem đây là động lực tiếp tục tích cực thi đua, hăng say lao động, cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các nội quy của cơ sở giam giữ, để sớm được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, trở về với quê hương và gia đình. Trước khi được đặc xá và đặc biệt là sau khi quá trình điều tra truy tố xét xử, thì là phạm nhân thì đã được thực hiện các cái việc lao động cải tạo, đặc biệt là cái lao động học nghề để phù hợp đối với lại từng cái địa bàn địa phương, đặc biệt là đối với lại vùng Tây Bắc của chúng ta, là những cái về cái phát triển đối với về những cái công việc thực hiện về cái công việc đối với lại nông nghiệp, thì đơn vị cũng đã tạo điều kiện cho các cái đối tượng là phạm nhân thì được học tập, được lao động và lao động trên cái lĩnh vực phù hợp đối với những việc có thể tái hòa nhập cộng đồng. Đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân là chủ trương chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với những phạm nhân thật sự hối lỗi. Cánh cổng trại giam khép lại, cánh cửa cuộc đời sẽ mở ra để họ được làm lại cuộc đời một lần nữa, về với người thân và viết tiếp những ước mơ dang dở bằng chính đôi tay hướng thiện của mình. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.